Đây chính là chiếc đồng hồ có cửa sổ lộ tim to nhất mà tôi từng biết. Tôi không nói lầm đâu anh em, đó là chiếc Perret First Class siêu phẩm hạng sàn có trái tim to nhất thế giới. Là một thương hiệu Thụy Sĩ có lịch sử lâu đời, được sáng lập vào năm 1777 với điểm nhấn đặc biệt ngay vị trí trung tâm, đó chính là thiết kế double rotor làm nên thương hiệu của nhà Perret. Sự đồng bộ hóa của hai rotor trên và dưới mang lại cho bộ chuyển động hệ thống hiệu quả hơn so với những bộ máy cơ thông thường. Với ý tưởng độc đáo, double rotor đã thể hiện một cách rõ nét nhất những gì tinh hoa của thương hiệu này mang lại. Mặt đeo nổi bật với kim nung xanh đắt giá, thanh mảnh với tông màu xanh blue cùng 12 cọc vạch bạc chỉ riêng góc 12 giờ là cọc vạch đôi. Được trang bị bộ máy P481 caliber in-house đến từ Thụy Sĩ, anh em có thể dễ dàng nhận thấy những chi tiết máy được làm hoàn toàn cực kỳ sẵn sàng. Mang size mặt 42mm, mặt kính sapphire bóng loáng chống trước đi kèm với bộ dây da chất lượng cùng khóa gập chắc chắn cao cấp. Anh em thấy sao về sự bán đảo của em này? Cùng cho biết ý kiến nhé.